Hôm nay em có một cái đơn hàng của bác khách đây, thì em sẽ làm video test để hướng dẫn bác cái cách chọn bài bằng điều khiển từ xa. Đây, điều khiển từ xa đây, và hướng dẫn bác cách tải bài hát mới trên iCloud của VKTV xuống. Cái điều đáng nói hôm nay ở đây ấy, là em muốn giới thiệu các bác cái đầu này, đầu HD Pro này, nhưng mà lại sử dụng điều khiển từ xa. Bởi vì sao? Vì là nhằm mục đích là để hạ giá thành của bộ đầu màn VKTV xuống. Vì thông thường ấy, chúng ta sẽ phải ghép với một cái màn hình chọn bài như thế kia. Nhưng mà nếu chúng ta điều kiện kinh tế gọi là tiết kiệm một chút ấy, thì là chúng ta có thể không cần sử dụng cái cây chọn bài này nữa, mà chỉ cần dùng cái điều khiển từ xa như này để chọn bài. Đấy, cũng rất là nhanh, thì giá thành nó sẽ rẻ đi rất là nhiều. Ví dụ như cái đầu này của em đang bán ra cho các bác là 2.500.000, tặng một cái khiển mới điều khiển từ xa trị giá khoảng 200.000 rồi, nếu các bác mua ở hãng. Còn nếu như mà các bác mua đầu bên em thì em sẽ tặng kèm một cái khiển này, với lại phụ kiện đi kèm sẽ có một cái dây nguồn này, một cái dây hình dây AV này, dây hình dây AV đấy. Về hình thức bên ngoài thì cũng tương đối đẹp thôi, vì đây là đầu cũ. Các bác đi mua đầu thì chỉ cần để ý cho em là cái hình thức bề ngoài này nó không quan trọng lắm, gọi tương đối là được, vì đầu cũ mà. Thì các việc chảy xước như thế này này, vết chảy này, các vết chảy như thế này thì khó tránh khỏi đấy. Việc chảy xước đấy thì không thể tránh khỏi được. Cái quan trọng nhất các bác cần quan tâm ấy, là cái đầu này, tất cả các cái cổng ra ở đây này, cái tính năng cổng ra hình rồi ra HD này nó chạy ok bình thường là được. Đấy, và cái quan trọng hơn nhất nữa là chính là cái ổ cứng này, này. Ổ cứng bên trong đầu này. Đấy. Ổ cứng bên trong đầu này thì là ổ cứng 3TB. Tất cả những cái ổ cứng bên em trước khi lắp vào đầu bán cho khách ấy, thì em đều phải test sức khỏe 100%. Sau đó thì em mới lắp vào để bán cho khách hàng. Nhân tiện đây có một cái lưu ý nữa là các bác vừa hôm qua có một bác hỏi em là các kênh của bên em hỏi cái vấn đề là có một vấn đề là cái ổ cứng 3T này thì có liệu có đủ bài hát để sử dụng hay không, và sau này có thể tải thêm bài hát nữa hay không. Thì em cũng sẽ giải đáp thắc mắc cho bác luôn. Thì ổ cứng thực tế trên cái ổ cứng 3T này em đang làm bài hát đấy, thì nó đã chứa khoảng 30.000 bài hát rồi nhá, tiếng Việt. Trong khi đấy còn chưa xóa bài tiếng Anh. Thì là ổ cứng 3T này hoàn toàn có thể sử dụng đầy đủ các bài hát phổ thông và cả bài hát mới của hãng. Vì em đã xóa hết những cái bài dữ liệu của nước ngoài đi rồi, tiếng Anh, Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật em đã xóa hết đi rồi. Bây hiện tại chỉ còn tiếng Anh và tiếng Việt thôi. Sau này các bác muốn tải thì có thể xóa thêm tiếng Anh đi nữa, vẫn tải bài hát bình thường. Và cái thêm một cái nữa đó là khi mà chúng ta tải bài hát mới online ở trên trên đầu đầu VKTV Pro này, thì cái tính năng đấy thì một tháng VKTV ra cỡ khoảng 200 bài, thì trong đó cứ cho là khoảng 10 bài hot đi, thì chúng ta chỉ cần tải 10 bài hot hay gọi là nhạc trẻ, giới trẻ hay thích hát thôi, thì cũng còn lâu chúng ta mới full được ổ 3T anh em nhé. Đấy là cái phần ổ cứng này anh em, 3T này, 30.000 bài hát bên trong ổ này, thoải mái mà sử dụng, còn rất là lâu nữa mới có thể là full ổ được. Đấy, tiếp theo bây giờ em sẽ hướng dẫn bác chọn bằng điều khiển từ xa nhá. Nói dòng dài nó dài quá. Đây, điều khiển này thì cũng dễ là dễ thôi. Chúng ta chọn bài thì đây, cái này em đã cài sang chế độ điều khiển từ xa rồi, và cắm theo cổng HDMI lên hình màn hình đây. Đây là cái màn hình HDMI này. Để mà chọn bài thì rất là dễ thôi. Các bác chọn bài đây, em sẽ dẫn luôn này. Bác lấy điều khiển từ xa ra, bác chọn bài, bấm một phím bất kỳ nào trên cái điều khiển này, nó cũng đều ra một cái cửa sổ như này. Đấy, các bác vào chọn bài, ấn Enter này. Enter này là phím chọn này. Enter này là phím chọn. Chọn, đó. Ví dụ gõ bài hát mình muốn tìm ra thì trên cái điều khiển này nó sẽ có các cái bàn phím chữ cái. Thì anh em bác thì các bác cứ chọn vào đây. Bác sẽ chọn vào chữ cái này. Ví dụ chúng ta muốn chọn bài
Chuyện hoa sim mình ạ, ấn chữ CHS cho em. CHS đó, mình muốn hát của Đan Nguyên hay của Quang Lập thì chọn vào, ấn hai phím lên xuống di chuyển này, phím chọn là phím Enter ở giữa, Quang Lập đi. Ok, đó là xong chọn một bài. Tiếp theo mình lại chọn bài nữa tiếp theo, cứ như thế vậy thôi, rất là dễ đúng không? Giới thiệu qua cái này các bác làm được ngay mà. Đấy, đây là phần chọn bài nhá. Ngoài ra có thể chọn bài bằng ca sĩ này được này. Đấy, cũng tương tự như thế. Đây sẽ lướt qua rồi. Các bác muốn xem kỹ thì có thể vào cái video clip trước của em. Bác gõ ra chọn bài bằng điều khiển từ xa nhá, vào cái kênh của em ấy và tìm chọn cái phần chọn bài bằng điều khiển trên đầu VietKTV ra là sẽ có. Đấy, dụ của ca sĩ hoặc làm ca sĩ này, đấy. Hoặc là vào thể loại này. Em sẽ lướt qua phần này nhanh thôi. Đây, nhạc remix, nhạc mới này, kích vào đây, chọn rất nhiều bài luôn. Đây, rồi, ok. Đây, bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác là chọn bài bằng hướng dẫn các bác cách tải bài hát mới nhá. Cách tải bài hát mới ở hệ thống máy chủ của VKTV về nhá. Thì đầu tiên anh em sẽ vẫn vào như cũ, vào phần chọn bài cho em. Chọn bài đi. Thì các bác nhìn ở trên dòng trên này, em bấm phím lên trên nha. Khi bấm phím sang phải này, bác phải phím sang phải là sẽ cái con trỏ nó sẽ lên phần trên. Đấy, bác di chuyển sang trái. Đây, em cho anh nhìn này. Đấy, di chuyển sang trái. Vào phần bài hát trong máy. Sau đó di chuyển xuống dưới. À đâu? Bài hát trong máy này, vào phần bài hát iCloud này. Tích vào. Ok. Thì đây là toàn bộ những cái bài hát trên hệ thống máy chủ iCloud của VKTV này. Đấy. Các bác muốn tải bài gì thì bác gõ bài hot ra. Em sẽ tải thử một bài mới cho anh em xem nhá. Này. Đấy. Xót xa chẳng hạn. Kích vào. Đây em đã chọn một bài xót xa rồi đấy. Đấy, ví dụ chọn bài mẹ này nữa đây. Rồi, hot ra. Các bác lưu ý là khi mà mình tải xong thì sẽ vào phần bài đã download này nhá. Ở đây nó chưa tải xong. Đây. Vào phần đang download này. Đây, hai cái bài em đang download đây. Trước khi download các bác phải nhớ là phải cắm cái dây mạng LAN này chúng ta vào đây nhá. Để cắm dây mạng LAN vào đây thì chúng ta mới tải được bài hát nhá. Các bác lưu ý cho em đấy. Phải cắm dây LAN vào đầu thì qua cổng LAN trên đầu á thì mới tải được bài hát mới xuống được. Và tải xong thì bác chỉ cần cho vào kho cơ sở dữ liệu là xong. Em chờ nó tải xuống, em bắt đầu sẽ đây, đã tải xong rồi, thoát ra này. Đây, bác để ý này. Cái chỗ này cái quan trọng bác để ý cho em cái. Ở đây vào phần đã chọn, đã đâu này. Đấy, hai bài chưa vào kho này, nó sẽ ghi chưa vào kho. Em vào đây. Bác cho vào kho cho em nhá. Đây. Vào kho này. Vào kho, ok. Đang vào kho. Đấy. Thế là đã xong rồi. Bài hát trong kho này, các bác lưu ý là nhìn này, 31.930 bài đó. Thế là cái bài hát có trong ổ 3T anh em nhá. Rất là nhiều bài. Thoải mái các bác hát luôn. Đây. Thoát ra xong cái bài mình vừa tải đâu á. Ok, đấy là phần tải bài hát. Cái phần tải bài hát online bằng điều khiển này em cũng có video clip hướng dẫn anh em rồi. Đây, em chỉ lướt qua cho anh em xem thôi. Đó, quay trở lại với cái đầu này. Đầu này em đã cài sẵn cho bác để về sử dụng rồi. Đầu rất là đẹp, khiển mới. Cái đầu này thì em khuyên các bác là lên sử dụng cái cổng HDMI để ra độ nét cao này nhá. Đây, cổng HDMI này này. Cái cổng này em đã có một cái video so sánh giữa cổng AV và cổng HDMI rồi. Em thì là lên là cắm cái cổng HD này ra TV này thì độ nét nó là 1080, rất là nét. Còn nếu các bác cắm cổng AV hoa sen này thì độ led nó rất là mờ.
gọi là ai nó một trời một vực luôn đấy, khác biệt rất là nhiều luôn. Đây, đây thì em đang cắm cổng HDMI này, độ led rất là cao này. Đấy. Rồi các bác nào muốn nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp bên em, giá là 2.500.000 đầu HD Pro ổ cứng 3T, bài hát đầy đủ, giá 2.500.000. Ngoài ra thì các bác nào có gặp các lỗi như treo logo hoặc là muốn tải bát mới trực tiếp thì có thể liên lạc bên em theo số điện thoại là 0825372999, hoặc là các bác nào có bị lỗi đầu thì có thể inbox cho em qua cái số Zalo là 0989584536, hoặc để comment bên dưới, comment cái thắc mắc bên dưới để em thì em có thể xử lý được, thì em sẽ xử lý có cho các bác qua Zalo ấy. Đấy, nếu các bác muốn sửa đầu thì cũng có thể mang trực tiếp đến cửa hàng cũng được. Đây, em kết thúc video đây nhá, chào các bác, hẹn các bác ở cái clip tiếp theo.